giới thiệu với cô chú anh chị cây tai tương đối chôn. Một cây vừa làm cảnh rất đẹp vừa có tác dụng chữa bệnh rất tốt trong đông y. Đặc điểm hình thái của cây là một dạng cây bụi, thân tròn và phân nhánh nhiều, cao từ 1-1,15 m, có vỏ màu nâu khi còn non. Cây đơn phải biệt chú hoa đực và hoa cải khá thân nhau, là cây tai tường có hình phiến xoan, bầu dục, hay hình thoi, hình trứng, dài từ 8-15 cm, có gai nhọn ở đỉnh nhưng không tồn tại lâu. Bìa lá có răng cưa, tròn hay hình nếm ở đáy lá, có ít lông ở mặt dưới và nhất là đều nhau ở gân. Gân gồm có khoảng 57 gân lá từ đáy lên, có sự sắp xếp rất rõ với những gân chính, gân phụ và những gân màng. Cuộn lá dài 2-3 cm có lông, lá bè 67 mm, hình mũi giáo, có ít lông, phát hoa mọc ở nách lá, có dạng đuôi chồn, màu đỏ tươi và rủ xuống. Ở hoa cải có từ 3-5 phát hoa ở nách lá, đài hoa dạng tam giác hình trứng, nhọn có lông. Ở bầu non có đường kính 1 mm, bá thủy với hình cầu nhỏ, rậm những lông, vỏ nhụy kết là như cây chổi 57 mm dài, rơi ở bên dưới màu đỏ tươi. Những nhụy cái tăng trưởng phát triển suốt năm miệng là có điều kiện nhiệt độ thuận lợi. Trái của tai tường đuôi chồn có hình tròn, nhỏ, có lông, màu xanh đậm, hạt có màu trắng, bần. Theo đông y, cây tai tường có nhiều tác dụng khác nhau tùy thuộc bộ phận dùng làm thuốc. Rễ tai tường có vị ngọt, hơi cay, tịnh hàn, có tác dụng tiêu tích trệ, khu phong, lợi thấp, được dùng chữa phong thấp, đau nhức, trừ rung đùa, là có vị đắng, cay, tịnh mát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu thùng, sạc trùng, được dùng chữa táo bón, ghẻ, tê thấp, đau nhức. Hoa và cành có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa bệnh ngoài da. Một số bài thuốc nam thường dùng trong dân gian, chữa ghê, là cây tai tường đỏ 150 g, lá xoan 50 g, rau xam 50 g, nấu nước tắm ngày một lần, liên tục trong 5-7 ngày, có thể sắc đặc dùng để bôi lên vết thương, chữa mụn nhọt, hoa tai tường 12 giờ, bồ công anh 20 giờ, xoài đất 12 g, kim ngân hoa 20 giờ, sắc uống ngày 1 tháng, chia 2-3 lần, chữa táo bón, hoa tai tường 5 giờ, rau dẹp cả 20 giờ, vừng đến 20 giờ, sắc uống ngày 1 tháng, chữa thấp khớp, rễ tai tường đỏ 5 giờ, dây đau xương, rễ cỏ xước, rễ bạch xà, tán ký sinh mồi thứ 12 g, sắc uống ngày 1 tháng, chia 2-3 lần, uống liên tục trong 15-20 ngày. Với những công dụng chữa bệnh tuyệt vời như trên và màu sắc tuyệt đẹp để làm cảnh thì cô chú anh chị nên tậu cho nhà mình một cây tai tường đuôi chồn trong nhà đi nhé.